Yeah.
Tháo gạt chuẩn bị chưa ngon tài vậy. Ê, nguy hiểm, nó ngã không? Được, được, được. Hay quá.
ok. Chọi cây dừa rồi. Chú ông chọi cây dừa rồi. Ông chọi đâu tuốt dưới đó ra hỏi ông á. Đủ rồi. Chọi đâu? Thấy, thấy ông chọi mì mì tuốt dưới trên kia á. Hỏi hỏi ông á. Vô lùm đó là không kiếm. Còn lại giá đây. Cái đọt cái này nó cúm. Ông vừa đánh xong hạ xong cái là ông quăng cái dèo. Lối cái dùi á. Rồi thôi anh em mình về các bạn. Về luôn chú ơi. Đường ngãi đi gì nè các bạn.